Hiếu xin kính chào quý bà con nông dân. Thì như bà con đã biết, trong cái vụ mà thu đông năm 2021 này thì tình hình là giá phân bón đang lên rất là cao, đặc biệt là những cái loại mà phân nhập đó, ví dụ như DAP hay là kali nhập đó. Và trước tình hình mà giá phân bón đang ở cái mức rất là cao như vậy thì để giúp cho bà con mà tiết kiệm được chi phí thì Hiếu sẽ chia sẻ cho bà con là những cái loại thuốc mà quản lý bệnh đạo ôn đó, để bà con phun trên lúa ở giai đoạn mà từ đẻ nhánh đến làm đồng đó được hiệu quả nhưng mà tiết kiệm chi phí đó. Và đó cũng chính là cái lý do mà hôm nay Hiếu làm cái video để chia sẻ cho bà con và mọi người đó. Nếu mà mọi người thấy video của mình hay và hữu ích thì mọi người hãy ấn đăng ký kênh và ấn like để cập nhật những video mới nhất từ kênh nông nghiệp của mình, kênh Quỳnh Hiếu. Kênh chuyên về một số lĩnh vực về thuốc bảo vệ thực vật. Như đã nói ở trên đó, thì đây là cái sản phẩm Hiếu muốn giới thiệu cho bà con. Đó. Đây là cái gói Chio Super của Tân Thành với cái hàm lượng là 70WP. Công ty Tân Thành thì cũng là một cái công ty mà ở trong nước. Và nó cũng mới nổi lên đó. Và những cái hàng hóa của Tân Thành đó, những cái loại thuốc đó, thì theo mình đó là tương đối chất lượng và giá thành rất là hợp lý đó. Mình tiết kiệm được cái giá thành rồi. Thì đầu tiên đó, đây là cái gói Chio Super. Gói này là gói 40g đó. Và một gói 40g như vậy thì bà con có thể là pha cho bình 25 lít nước và bà con phun cho 1000 m² đó. Thì ưu điểm của cái gói mà Chio Super này á, nó gồm có những cái ưu điểm như là, thứ nhất á, là khi bà con phun á, đầu tiên thì tiết kiệm chi phí. Cái thứ hai á, thì trong cái gói này nó gồm có hai hoạt chất để phòng và trị bệnh đạo ôn đó, giúp khô nhanh vết bệnh. Ở trong cái gói mà Chio Super này á bà con, thì nó có hai hoạt chất. Cái hoạt chất GC Lajon với cái hàm lượng là nó 400g đó, hàm lượng là 40%, tức là 400g. Rồi cái hoạt chất thứ hai là Isoprothiolan với cái hàm lượng là 30%, tức là 300g đó. Và cái công dụng á là nó tiếp xúc rồi lưu dẫn mạnh để đặc trị cái bệnh đạo ôn. Rồi khi mà ở trên cái gói thuốc có ghi là tác động cộng hưởng giữa hai hoạt chất mà trừ nấm, thì nó sẽ giúp cho cái vết bệnh của chúng ta khô nhanh và hiệu lực kéo dài. Tức là khi mà mình phun thuốc á, thì cái khoảng thời gian mà thuốc á, nó ở trong cái cây á, nó phòng bệnh á, nó kéo dài đó. Và nó ít bị rửa trôi bởi thời tiết ha, ví dụ như mưa. Và cái liều lượng á, thì mọi người xem ở trên cái gói này là gói 40g, tức là mỗi một gói thì mình pha cho một bình 25 lít đó, và phun cho một công. Và cái thời điểm mà bà con phun mà đậu ôn á, thì bà con ra thăm đồng thường xuyên đó, và bà con phun khi mà mình thấy cái vết bệnh nó vừa chớm xuất hiện đó. Chớm xuất hiện là nó sẽ có, mình phun đậu ôn á, thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả tốt nhất. Hoặc là Hiếu có thể là chia sẻ với bà con, thì mình có thể mình ở miếng ruộng mình á, mình sẽ cầm là 4 cái cọc đó, khoảng chừng 2-4 m² ha đó. Và mình giăng dây ở đó, khi mà mình rải phân xong á, thì cái chỗ mà mình cầm cọc đó thì mình cho thêm một nắm phân vào đó, thì cũng như là mình phân chỗ đó mình tăng gấp đôi hoặc gấp rưỡi đó. Mình cho thêm một nắm, thì khi mà mình đi thăm đồng á, thì mình thăm ngay cái chỗ đó, cái chỗ mà mình cầm 4 cái cọc. Nếu mà mình thấy cái vết bệnh đó, nó xuất hiện ở chỗ 4 cái cọc đó, cái chỗ mình đã đánh dấu đó, thì lúc đó mình tiến hành mình mua thuốc và mình phun cho toàn ruộng đó, và thì nó sẽ đạt cái hiệu quả tốt nhất
Rồi. Và ở cái giai đoạn mà lúa mà từ rễ nhánh đến lầm đồng đó, thì khi mà phun thuốc á, cái cử đầu tiên á, thì bà con có thể là mình không cần phối vi khuẩn đó, bởi vì lúa còn nhỏ, cái cử mà khoảng 20 đến 30 ngày đó. Và trên 30 ngày á, thì khi bà con phun thuốc á, thì bà con cần phối thêm cái thuốc đặc trị vi khuẩn ha. Và nếu có sâu thì bà con phối thêm thuốc sâu. Rồi tiếp đến thì mình sẽ nói về cái giá bán của gói chiêu super này đó. Thì cái gói chiêu super á, một gói sử dụng cho một bình máy và hiện tại đang có giá là 19.000 nha mọi người, một gói 19.000 đó. Rồi thì đó là một số cái chia sẻ của Hiếu về cái gói chiêu super đó. Thì bà con nếu đã từng sử dụng cái gói này rồi thì bà con hãy comment phía dưới video để cho mọi người biết được cái hiệu quả của nó như thế nào. Còn nếu bà con chưa có sử dụng thì bà con hãy cứ mạnh dạn mua thuốc và sử dụng, thì cái gói này phun cũng cực kỳ hiệu quả ha. Rồi đó, mọi người xem cái mình sẽ quay cảnh cái gói thuốc. Thì ở trên gói thuốc đó là thuốc trừ bệnh, và cái tên thuốc là Trio Super 70WP. Đó, thành phần chính là mọi người. Thành phần chính của gói thuốc đó gồm có Chisilazone 40%. Một cái hoạt chất thứ hai là Isoprothiolan là 30%. Với hai cái hoạt chất mà đặc trị cái đậu ôn mà trên lá và đậu ôn cổ bông nè. Đó. Đặc biệt cái giai đoạn mà lúa chỗ á, thì bà con nên phối thêm cái gói chiêu super này thì nó cũng cực kỳ tốt, nó sẽ giúp cho bà con quản lý tốt cái đậu ôn cổ bông đó. Và đậu ôn cổ bông chính là cái nguyên nhân của cái chính mà gây thiệt hại cái năng suất cho ruộng lúa của bà con ha. Và gói này gói 40g đó. Mặt sau của gói thuốc này, mặt sau của gói chiêu super thì ở phía trên mọi người xem là đăng ký và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành. À, địa chỉ và số điện thoại rất là rõ ràng. Công dụng ha, công dụng. Rồi hướng dẫn sử dụng nè, 40g cho bình 25 lít và phun cho một công. À. Rồi thời gian cách ly là 7 ngày. À. Và ở trên cái gói này có cái mã QR để chúng ta quét nó nè. À. Đó là cái sản phẩm chính hiệu của công ty Tân Thành. Thì Hiếu vừa chia sẻ xong với bà con về cái công dụng cũng như giá bán và cách sử dụng của cái gói chiêu super này. Thì bây giờ Hiếu xin nhắc lại, gói chiêu super do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành phân phối tại thị trường Việt Nam. Và trong cái gói này có hai cái hoạt chất và đặc trị cái bệnh đậu ôn. Cái hoạt chất thứ nhất là Chisilazone 40%. Cái hoạt chất thứ hai là Isoprothiolan là 30%. Với hai cái hoạt chất mà đặc trị bệnh đậu ôn này á, thì nó sẽ giúp cho cây lúa của chúng ta là phòng và trị cái bệnh đậu ôn là triệt để, khô nhanh vết bệnh. Và đặc biệt thì Chio Super này quản lý cực kỳ tốt cái bệnh đậu ôn cổ bông trên lúa. Và cái giá bán này á, giá bán thì một gói nó 19.000 đó, phun cho một bình 25 lít. Nếu bà con có cần cái thuốc Chio Super để phun cho ruộng lúa của mình thì bà con hãy liên hệ trực tiếp với Hiếu qua số điện thoại 0988 292 889. Rồi, chào bà con.